Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ lên sóng xả hàng cho các bác giá siêu rẻ, giá sập sàn, giá phải gọi là giá rẻ nhất Việt Nam, rẻ nhất YouTube các bác nhé. Nay bên cửa hàng nhà em xả hàng một số linh kiện loa rời, bao gồm phân tần loa, chép kèn và một số mẫu loa bát rời. Với tiêu chí của bên cửa hàng nhà em xả cho các bác thì giá bán cho các bác là lãi mỗi tình cảm thôi các bác nhé. Giá xả cho các bác sập sàn, giá bằng với giá nhà máy luôn. Cam kết cho các bác là rẻ nhất Việt Nam luôn. Các bác có tìm so sánh giữa các nơi thì các bác yên tâm, bên cửa hàng nhà em là một trong những đơn vị bán siêu rẻ luôn. Bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu và báo giá cho các bác nha. Đầu tiên em sẽ giới thiệu cho các bác, đây là mẫu bát, bát 25 leo khối. Con này bát 25 leo khối là JBL các bác nhé. Con này côn 76. Đấy, nhện màu vàng, 500W trở kháng 8 ohm. Con này là đây, leo khối đây, 2, 4, 6, 8 cái lỗ tản nhiệt ở phần mặt bích leo. Con này từ neo của nó, khối neo rất là dày các bác nhé, xương nhôm đúc, gân vải tẩm dầu 3 gân, màng đen và nón đen, màng chống nước các bác nhé, màng cả mũ là chống nước. Với một đôi bát 25 leo này em bán 1.950.000 một đôi, sập sàn luôn. Chuyển sang đây, ở giữa đây các bác nhé, ở giữa là em có mẫu bát 20, bát 30. Đây là mẫu bát 30 các bác nhé. Đây bát 25 này, chuyển sang này bát 30 này. Đây là mẫu bát 30 leo khối. Con này cũng côn 76. Con này cho ra công suất là 600W, trở kháng 8 ohm, gân vải tầm dầu 2 gân, màng đen và nón đen và màng chống nước luôn. Đây con này từ neo của nó cũng là 2, 4, 6, 8 cái lỗ tản nhiệt. Đấy, từ neo cực dày luôn, xương nhôm đúc các bác nhé, xương BNC. Với con bát 30 leo khối này em đang bán với giá là 2.150.000 một đôi thôi. Chuyển sang đây là em có mẫu bát 40 leo khối. Bát 40 leo khối này côn của nó côn 76 các bác nhé. Côn của nó côn 76, nhện màu vàng. Với bát 40 leo khối này công suất của nó rơi vào tầm khoảng 800W trên một loa. Màng cũng là màng chống nước luôn, gân vải tẩm dầu 2 gân, xương nhôm đúc này, từ neo đây. Bát 40 leo khối này em đang xả hàng với mức giá chỉ 2.350.000 một đôi. Các bác đã sở hữu được một đôi bát 40 leo về, bát 40 leo về chơi array rồi. Đây tóm lại các bác nhé, các bác bát 25, bát 30, bát 40 leo khối, các bác về các bác lắp karaoke gia đình rất hay, hoặc các bác đi làm show, đi làm sự kiện, các bác lắp vào những thùng array, các bác đánh sự kiện sân vườn, lắp ba cái mẫu bát này thì bên em đang xả hàng mức giá siêu rẻ luôn. Đấy. Và đây là một mẫu bát 30. Bát 30 này cho các bác là lắp những dòng loa full 30 gia đình thì rất là hợp này. Con bát 30 là con bát 30 BIF. Gân vải tẩm dầu 2 gân, màng chống nước các bác nhá. Con này côn 76. Nhện màu vàng, con này từ 170 các bác nhá. Từ 170 từ dày và bích dày. Xương nhôm. Con này bản xương của nó theo cái bản xương Martin này. 2, 4, 6, 6 cái lỗ thoát hơi ở phần mặt bích. Con này cho ra công suất rơi vào tầm khoảng là 400W trở kháng 8 ohm. Với một đôi này em đang bán với mức giá hiện tại là 1.150.000 một đôi thôi nhé. 1.150.000 một đôi. Chuyển sang đây thì em báo giá chép các bác nhé. Đây là chép 450. Con chép 450 là con chép 450 lắp nhôm, lắp màu bạc các bác nhé. JBL, gen xoáy. Con này từ 120 côn 44, nắp nhôm nha, nhìn rất là chất luôn. Với con chép 450 em bán là 450 một đôi thôi, 450.000 một đôi nhá. Và chuyển được qua đây là em có chép 450 leo bi. Chép 450 leo bi này côn 44, gen bắt ốc, lắp nhôm. Con này côn dây dẹt các bác nhá. Con này mức giá em đang bán, em đang xả là 950.000 một đôi thôi, 950.000 một đôi, quá quá rẻ rồi.
Chuyển sang đây em có chép 750 leo bi. Với dòng chép 750 leo bi này, các bác có thể phối hợp với cả cái dòng bát 40 leo khối kia. Đấy, nó là một combo luôn các bác nhé. Chép 750 leo bi này lắp nhôm GCS. Con này thì côn 75, côn dây dẹp, gen bắt ốc. Cái này thì em đang xả hàng với mức giá là 1.650.000 một đôi thôi. 1.650.000 một đôi thôi nhé. Đấy. Em nói luôn nhé, các bác có thể phối ghép mua combo, ví dụ mua bát, mua chép với cả mua phân tần luôn, để lựa chọn combo các bác có thể lên thùng. Không bác nào có thể mua rời một đôi bát, một đôi chép, một đôi phân tần em vẫn bán các bác nhé. Vậy em báo giá phân tần cho các bác nhé. Ở đây em có rất nhiều phân tần loa. Toàn bộ mẫu phân tần loa này là đều là mẫu phân tần loa full đơn. Full đơn các bác nhé, một bát một chép. Và toàn bộ linh kiện ở đây là em sử dụng là linh kiện bát chép phân tần là của Trung Quốc hết các bác nhé. Đây là mẫu phân tần. Mẫu phân tần là mẫu phân tần màu xanh lá. Đấy, hai chở nhôm này, hai cuộn đồng này, một bóng đèn này, tụ này. Đấy, phân tần toàn phân tần loại tốt thôi. Phân tần màu xanh này cho ra một bát một chép này. Mẫu này thì em đang bán là 450 một đôi thôi. 450.000 một đôi. Và đây là có mẫu phân tần F2A. Mẫu phân tần F2A này thì rất là đẹp luôn, con này lắp cho bát 30, bát 40 để đánh tốt các bác nhá. Bóng đèn chống cháy chép này, nhìn này. Cuộn đồng to vật vã luôn. Cái mã F2A này là một bát một chép này. Con này cũng 450 một đôi thôi. 450.000 một đôi thôi. Ở đây là em có phân tần loa BA5. BA5. Con này có thể các bác, con BA5 này các bác có thể lắp hai bát nhá. Hai bát một chép. Và có bóng đèn chống cháy chép luôn. Phân tần loa BA5 này em đang xả 350.000 một đôi. 350.000 một đôi các bác nhanh tay nhé. Và ở đây là có một mẫu phân tần loa. Phân tần loa mã này là mã phân tần loa BL Audio. Phân tần này có model là 004 các bác nhé. Phân tần này cho ra một bát một chép. Quá xịn luôn. Phân tần này em đang bán với giá là 550.000 một đôi các bác nhé. 550.000 một đôi phân tần này. Mã 004 này, 550.000 một đôi. Chuyển qua đây là em có mẫu phân tần là mẫu phân tần BL1501, con này ra mấy bát này? Con này là ra con này ra hai bát các bác này. Hai bát nhá. Mẫu phân tần loa BN1501. Con này các bác có thể lắp hai bát một chép nhá. Hai bát một chép. Đấy, quá là chất luôn này, ba cuộn đồng này, tụ này, chở rất là xịn sò luôn. Mẫu phân tần BN1501 này em đang bán với mức giá là rơi vào tầm khoảng là 650 một đôi nhá. 650.000 một đôi phân tần này. Chuyển qua đây là em có phân tần, đây là hai cái mẫu phân tần mới. Hai mẫu phân tần mới ra mắt. Cái này thì các bác hai cái mẫu phân tần này cho các bác lắp chuyên dòng từ leo này, chuyên dòng array. Các bác lắp từ thường các bác lắp phân tần này cũng rất hay, nhưng đây là hai mẫu phân tần cao cấp hiện tại. Đấy, xịn chưa? Phân tần này phân tần một bát một con này lắp được hai bát này. Đây mẫu phân tần Lusuri, đây là loại bé các bác nhé, loại bé này Lusuri, loại bé này là con này giá của nó đang rơi vào tầm khoảng là 650.000 một đôi thôi. 650.000 một đôi. Chuyển qua đây là em có mẫu phân tần to hơn các bác nhé, nó cũng là Lusuri nhưng là bản này là bản to, hai bát một chép. Hai bát một chép các bác lắp một bát một chép cũng được. Đấy, phân tần Lusuri to này thì em đang bán là đấy, các bác lắp từ leo, chuyên từ leo các bác sử dụng phân tần này. Mẫu này em đang bán là 900.000 một đôi các bác nhé. 900.000 một đôi phân tần này. Đấy. Đây là video em làm gần 10 phút rồi. 10 phút em xả hàng các bác mức giá rẻ nhất Việt Nam luôn. Các bác có nhu cầu nhập linh kiện loa rời bát chép phân tần hãy liên hệ về bên cửa hàng nha em. Giá em săn bằng tất cả luôn các bác nhé. Thời buổi cạnh tranh khó khăn, làm ăn khó khăn các bác nhé. Nên là em bán cho các bác mức giá siêu rẻ luôn. Tại vì bên em nhập số lượng rất là nhiều. Các bác mua hàng nhé, quan tâm mua hàng, các bác điện trực tiếp cho em vào số điện thoại 5815 và 72. Đây là hai số hotline nhé em. Nhà em có giao hàng toàn quốc các bác nhé. Mua hàng các bác có thể kết bạn Zalo, nhắn tin vào Zalo nhé. Em xin dừng video nhé. Hẹn gặp lại các bác ở video xả hàng lần sau nhá. Chúc các bác xem video thật nhiều sức khỏe.